Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliet Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 14. Ma Maison. Khu vườn của em ẩn chứa đầy những điều ngạc nhiên kỳ lạ. Josephine, nghe nói giả vờ vui vẻ, hãy nhìn ta tìm được gì đây. Đội cận vệ đã đưa cô gái trẻ này ra khỏi tổ. Cô ấy đã trèo tường của em với một người Mỹ. Anh ta bị đạn làm bị thương. Trở về mặt đất khi nghe giọng nói của Napoleon, Marianne thấy mình đang ở trong một căn phòng dài, căn lùa xanh nhạt. Một phòng nhạc dựa theo cách bài trí đồ đạc. Một phụ nữ béo lẳn, mặc hàng cashmere trắng và choàng đắng tay mỏng, nửa ngồi nửa nằm trên một chiếc ghế dài, căn lụa đỏ nhạt và đính vải trang sức màu đen như phần còn lại của căn phòng. Chiếc gian ngài Bonaparte, đừng đùa nữa, người ta đã nói đến mưu phản. Người phụ nữ nói, không ai khác hơn là cụ hoàng hậu. Bà chìa đôi tay rung bần bật về phía ngài mà ngài cầm lấy và siết chặt đầy yêu thương. Nếu còn mưu phản, người ta sẽ xác định ngay. Em đừng tự dày dò nữa, không có gì xảy ra hết. Về chuyện này, nàng có thể nói ai là chủ quy. Nghe nói thêm và quay về phía Marianne, câm lặng, hầu như không dám thở. Vâng, tâu hoàng thượng, hiệp sĩ de Brisla. Lại là hắn. Josephine thốt lên, trong khi đôi mày của hoàng đế nhíu lại. Đến đây, cô gái, và nói cho chúng ta những gì cô biết. Nào, cô ngồi xuống đó. Bà chỉ một chiếc ghế bành nhỏ mà Marianne không nhìn tới. Nàng bị người phụ nữ này thu hút. Bà vẫn còn đẹp với làn da trong vắt, mái tóc dày nặng màu gỗ đào hoa tâm và đôi mắt to của người xứ đảo. Thật ra, đổ quê hay gì nước mắt, nhưng điều đó không phải là không tạo nét duyên, không ai bắt chước được, làm cho Josephine trở thành một sinh linh độc đáo. Tình yêu mà bà dành cho hoàng đế đã dứt bỏ mình thể miền rõ trong từng cử chỉ, trong mỗi cái nhìn. Và Marianne có cảm tình bộc phát và vô thức ngay với người phụ nữ đó, quên cả ghen tuông. Cả hai cùng yêu một người đàn ông, cùng run sợ cho ngài. Chẳng phải đó là mối dây ràng buộc còn mạnh hơn cả huyết thống. Thật ra rất nhẹ, nối kết họ. Nào, hoàng hậu mất ngôi này nỉ, đến đó đi. Tâu lệnh bà, Marianne khẽ nói. Với dáng thi lễ hoàn hảo chúng cung đình, thần thiếp không dám. Nương nương hãy nhìn xem thần ra sao và sẽ gây hư hại cho những chiếc ghế xinh đẹp này. Không hề gì, Josephine thốt lên với tính vui vẻ hồn nhiên rất tự nhiên. Chỉ vì chuyện không đâu, trong tính cách quyến rũ của loài chim đảo. Ta muốn nói chuyện với cô, hãy cho ta biết cô là ai. Thật vậy, cô là một câu đố đối với ta. Cô ăn mặc như một kẻ du thủ du thực, nhưng cô thi lễ như một phu nhân, và giọng nói của cô rất hài hòa với cách chào của cô. Vậy cô là ai? Chờ một lát, Napoleon ngắt lời, có người mới đến. Người ta nói rằng bọn mưu phản không chỉ có một mình ngoài đường. Thật vậy, Duy Hốc đã trở về, dẫn theo một nhân vật gầy nhom, bọc trong chiếc áo choàng lọt lòng. Trong đó, Marianne lo lắng, nhận ra Fouché, ông bộ trưởng cảnh sát, tái nhợt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên để lộ cái mũi đỏ và hơi phù, chắc là do cái lạnh bên ngoài và bị cảm cúm nặng trong não, đã làm ông nghẹt giọng và buộc ông ta không thể rời chiếc khăn tay. Hai người đàn ông đứng lại bên nhau để chào. Và ông đại thống sứ trong cung điện tuyên bố, thật sự có một vụ mưu phản tâu hoàng thượng. Thần đã gặp quận công Đô Thon ngay tại chỗ, bận rộn giải quyết chuyện này. Ta thấy rồi. Hoàng đế nói, chắp tay sau lưng, lần lượt xem xét hai quan chức của mình. Tại sao ông không báo cho ta biết trước, Fouché? Thần được cảnh báo khá trễ tâu hoàng thượng, nhưng hoàng thượng thấy rằng thần đã rời giường ngay trong khi sức khỏe lẽ ra đã giữ thần lại. Giả lại lời trách móc của hoàng thượng là không có căn cứ. Ngài đã được cảnh báo tâu hoàng thượng, chẳng phải cô Malahus mà thần thấy ở đó, bên cạnh hoàng hậu nương nương. Cô ấy là một trong những mật vụ quý báu và trung thành nhất của thần. Maria mở miệng nhưng không tìm được lời nào để nói. Sự bình tĩnh của Fouché làm nàng thảng thốt,
Trong khi đó, nếu không có Crassus Hannibal Pius đang dẫn con ở mãi dưới hầm sâu Sayo, bây giờ ông ta dám nhận dơ vinh quang của chính nàng thực hiện để đòi vinh quang cho mình. Nhưng ánh mắt màu xám xanh cứng rắn không thể tưởng của Napoleon quay về phía nàng, và nàng cảm thấy tim mình thắt lại. Một mật vụ của Phú Xê hả? Tôi mời đây, ông nói gì về điều này đưa rót. Giọng điệu đầy đe dọa, quận công de Frion đỏ mặt và tìm điều gì đó để trả lời. Nhưng Phú Xê không cho ông ta có thời gian, tươi cười rất thoải mái. Ông ta kinh đao, lao mũi và thì thầm. Vâng phải, một trong các mật vụ giỏi nhất, thần đã đặt biệt hiệu cho cô ấy là ngôi sao. Trong đời thường, cô Malus là người đọc sách ở chỗ công nương de Benevent, một cô gái duyên dáng, rất tận tụy với hoàng thượng như là hoàng thượng chắc giả đã biết. Hoàng đế có một cử chỉ giận dữ. Bây giờ đến tay là con hả? Rồi quay về phía Marianne khiếp đảm vì cơn giận bất ngờ này. Ta có cảm giác là cô phải cung cấp cho ta vài lời giải thích. Người ta nói với ta rằng có một cô Malus, học trò của Gossec, có giọng hát đáng ngưỡng mộ, nhưng người ta không nói gì hơn nữa. Ta nhận ra các hoạt động của cô không chỉ giới hạn trong chuyện ca hát, và cô có hơn một sợi dây trên cây cung của mình. Thật thế, cô là một nữ ca sĩ, một nghệ sĩ lớn. Trên thực tế, một nghệ sĩ lớn. Thật sự để trở thành một ngôi sao cho Phú Xê, phải có nhiều tài và một trái tim biết cân đông đo đếm. Cơn giận làm giọng nghe rung lên, khiến cách nhấn giọng đảo cọt càng tăng. Khi đổ lên đầu Marianne cuốn cuộn một làn sóng lăn mạ cay đắng, ngài bắt đầu đi tới đi lui giận dữ trong gian phòng nhạc. Sự hiền bị báo động phản đối. Bonaparte, ngài quên rằng có lẽ cô ấy đã cứu mạng ngài sao? Ngài dừng lại ngay trong cuộc đi dạo bực dọc, đè bẹp Marianne bằng một cái nhìn trĩu nặng khinh bỉ đến nỗi nàng cảm thấy lệ tràn lên mắt. Đúng vậy, ta thấy, này cô, phải thưởng cho cô thật xứng đáng. Ông quận công Đô Trang sẽ trao cho cô một đống tiền đầy đủ. Không, không, không phải vậy. Thật quá sức chịu đựng của Marianne, đã quá tàn nhẫn và từ bỏ giấc mộng tình yêu của nàng, quyết định lánh xa ngài mãi mãi. Người ta không thể bắt nàng chịu đựng sự khinh bỉ của ngài, thay ngài đối xử với nàng như một nô tỳ hèn hạ, như một nữ gián điệp tầm thường. Muốn ra đi, như nàng không muốn ngài nhấn chìm kỷ niệm tuyệt vời của đêm tình yêu giữa họ. Điều đó ít ra, nàng muốn giữ nguyên vẹn để nuôi dưỡng những giấc mộng trong một thời gian mà nàng còn sống. Cơn bất bình khi nàng bật đứng lên, đối diện với Napoleon. Những dòng lệ tuôn trên mặt bị nhánh cây làm dơ bẩn và cào xước. Nhưng đầu nàng thật thẳng và đôi mắt xanh lá rực sáng như xuyên thủng mắt của Caesar đang thịnh nộ. Nếu thần muốn gìn giữ tính mạng của ngài, tâu hoàng thượng, không phải để ngài ném vào mặt thần một đống tiền như một kẻ nô tỳ bị đuổi việc, mà là vì tình yêu. Và bởi vì thật sự thần là nô tỳ của ngài. Nhưng không phải như ngài nghĩ, ngài cho rằng thần có tội vì đã hợp tác với cảnh sát của ngài sao? Thần nghĩ mình không phải là người duy nhất. Nàng nói không cần để ý nét mặt khó chịu của Josephine. Đã nhiều lần đã biết thông tin về ông bộ trưởng cảnh sát quái lạ này. Dựa trên những sự việc và cử chỉ của chồng bà. Nhưng Marianne nói tiếp, kích động vì ánh mắt cảnh cáo của Fouché liếc nhìn để đe dọa nàng. Thần chỉ làm vậy vì bị ép buộc. Thần không thể làm khác. Tại sao? Câu hỏi tung ra khô khan cứng rắn đến nỗi Marianne muốn rụng tim. Ngài quan sát nàng với đôi mắt không thương xót. Thế là hết, nàng đã mất ngài mãi mãi. Vậy thì cứ kết thúc, tự tai nàng sẽ phá hủy hết. Chẳng thà cứ nói hết, sau đó ngài có thể làm gì nàng tùy thích. Ném nàng vào tù, trả nàng về giá treo cổ nước Anh, cũng mặc. Đau đớn nàng quỳ xuống. Tâu hoàng thượng, nàng khẽ nói, hãy biết một lần cho trót, rồi có thể phán xét công bằng. Phú Xê muốn chen vào, lo lắng thấy rõ về gián điệu của nàng trong biến cố này.
Những chuyện này thật buồn cười, ông ta bắt đầu, nhưng một tiếng phủ hoàng im của hoàng đế cắt hẳn lời nói của ông ta. Marian tiếp tục. Thần tên là Marian Dasena de Villeneuve. Cha mẹ của thần đã chết trên mái chép, và thần được nuôi dạy ở anh nhà của người dì, đức bà Santon. Cách đây vài tháng, thần đã kết hôn với người đàn ông mà thần tưởng rằng mình yêu. Đó là một sai lầm khủng khiếp. Ngày đêm tân hôn của mình, Francis Ramir, chồng của thần, đã đánh bạc và thua tất cả những gì thần sở hữu. Hắn cũng đã đánh cược danh dự của thần. Vì vậy, thần giết hắn. Giết? Josephine kêu lên khiếp đảm, nhưng hơi ngưỡng mộ. Phải, tâu lệnh bà, giết trong trận đấu kiếm. Thần biết điều đó có thể lạ lùng, rằng một phụ nữ đấu kiếm. Nhưng thần đã được nuôi dạy như con trai, và thần chỉ còn lại một mình để bảo vệ tên họ và danh dự của mình. Dì của thần đã chết 8 ngày trước đó. Vậy là thần phải trốn. Thần phải rời nước Anh, nơi thần không còn gì và không có ai. Chỉ còn chờ sợi dây và đao phủ. Thần có thể sang Pháp nhờ một chiếc tàu buôn lậu. Và ở đây, quận công Dothan thì cứu thần khỏi luật chống người tị nạn. Nên đề nghị thần vào nhà bà de Talleyrand làm người đọc sách. Và cùng lúc, làm dụng ông ta dài việc. Hoàng đế kết luận, điều này không làm ta ngạc nhiên. Ông không bao giờ làm không công, phải không, Fouché? Chẳng hạn ông phải kể cho ta nghe, làm sao ông bảo trợ một người tị nạn nhập cư lậu? Rất đơn giản, tâu hoàng thượng, Fouché bắt đầu nói, và hơi thở phào nhẹ nhõm của ông ta không thoát khỏi mắt Marianne. Chuyện đã xảy ra như thế. Để sao đi. Hoàng đế lại bắt đầu đi tới đi lui, nhưng chậm hơn nhiều. Hai tay chắp sau lưng và đầu cúi xuống ngực, rõ ràng ngài đang suy nghĩ. Bà Josephine tốt bụng tranh thủ cơ hội đó, đỡ Marianne đứng dậy và lại để cho nàng ngồi xuống. Bà lấy khăn tay của mình lau đôi mắt ướt đẫm của thiếu phụ và gọi con gái Hortense, là người thân duy nhất của bà đã chứng kiến cảnh tượng này. Bà yêu cầu cô tìm món gì đó nóng cho Marianne. Hãy ra lệnh chuẩn bị nước tắm, quần áo khô, một căn phòng. Mẹ giữ của Dasina ở lại. Nương nương tốt quá, Marianne nói với nụ cười buồn bã. Nhưng tôi muốn ra đi hơn. Tôi mong được gặp lại người bạn đường bị thương. Sáng mai chúng tôi phải cùng lên đường đi châu Mỹ. Tàu của anh ấy đang đợi ở North. Cô sẽ làm những gì ta bảo cô phải làm. Này cô, Napoleon ngắt lời khô khan. Dường như không phải cô được quyền quyết định số phận của mình. Chúng ta chưa xong chuyện với cô đâu. Trước khi đi châu Mỹ, cô còn phải giải thích với ta. Giải thích cái gì, chúa ơi? Maria nghĩ rằng nàng ngu ngốc chui đầu vào cái tổ ông giờ dẻ này để cứu ngài. Nhất là để gặp lại ngài, dù chỉ trong chốc lát, vì nàng vẫn còn hy vọng không biết tại sao. Có lẽ ngài sẽ trả lại cho nàng chút tình âu yếm của đêm nào. Nhưng không, giọng điệu khô cưng phủ phàng này đã nói quá rõ rằng nàng không có giá trị gì với ngài. Đó chỉ là một kẻ bạc bẽo. Tại sao lại phải quyến rũ nàng đến mức này? Thần xin tuân lệnh hoàng thượng, Marianne khẽ nói chết lặng trong hồn. Ngài hãy ra lệnh tâu hoàng thượng, thần sẽ tuân lời. Ta hy vọng vậy. Hãy nhận nước và quần áo mà nương nương có lòng tốt cho cô. Nhưng nhanh lên, cô phải sẵn sàng theo ta về Paris trong một giờ nữa. Tâu hoàng thượng, Fouché duyên dáng đề nghị. Thần có thể lo cho cô ấy. Thần về Paris, thần có thể trả cô ấy về đường Varennes. Nghĩa vụ này của quận công Dothan đáng nhận một ánh mắt giận dữ và một câu nói khô khan. Khi nào ta cần ý kiến của ông, Fouché, ta sẽ hỏi ông. Nào, cô gái khẩn trương lên. Tôi có thể hỏi bạn tôi thế nào rồi không? Nàng nói với vẻ kiên quyết. Trước hoàng đế, cô à, Napoleon trả đũa. Cô không được quan tâm đến ai khác nếu không phải chính cô. Trường hợp của cô còn mờ mịt như vậy, đừng làm cho nó nghiêm trọng hơn. Nhưng cần nhiều điều hơn cơn giận của Napoleon để Marianne có thể bỏ rơi một người bạn. Tâu hoàng thượng, nàng mệt mỏi nói.
Ngay cả một tội nhân lãnh án tử cũng có quyền lo cho một người bạn. Ra sông Beaufort bị thương vì muốn cứu ngài. Dạ, theo cô, ta xử sự như một kẻ vô ơn. Cô yên tâm đi, người bạn Mỹ của cô không bị thương nặng. Một viên đạn trong cánh tay, đáng lẽ anh ta còn trúng nhiều viên đạn khác. Lúc này trong Richardson đã đi tìm chiếc xe mà anh ta nói đã để ngoài đường. Anh ta sẽ về Paris khá êm ái. Trong trường hợp này, Hân muốn gặp anh ấy. Nắm đấm của Napoleon giằng xuống một chiếc bàn nhỏ mỏng manh bằng gỗ chanh, bị vỡ ngay. Người ta dám nói muốn trước mặt ta. Đủ rồi, cô sẽ chỉ gặp người đàn ông đó khi ta cho phép và ta cho rằng đúng lúc. Jose, giờ ông thích đưa đón người, ông sẽ lo cho gã Beaufort đó. Ông bộ trưởng cảnh sát nghiêng mình và với cái nhìn mỉa mai về hướng Marianne, kèm theo một cái nhún vai kín đáo, ông ta xin phép cáo từ và ra ngoài. Thiếu phụ nhìn ông ta bước qua cửa, lưng tròn, bị chiếu bí. Đáng lẽ điều này làm cho nàng vui. Nhưng người đàn ông đang tức giận trước mặt nàng quá khác như sạc đơn đi quyến rũ. Bây giờ nàng hiểu tại sao người ta gọi ngài là yêu tinh sứ Cox. Nhưng mặc dù hiện đang giận hờn ngài, Marianne không thể giấu được rằng nàng yêu giọng điệu áp đảo này rất hợp với ngài. Cựu hoàng hậu đã chứng kiến cảnh tượng này mà không can thiệp. Nhưng khi Fouché đã ra ngoài, bà đứng dậy và nắm tay Marianne đang bất động tại chỗ. Hãy vâng lời, cô bé không bao giờ nó làm trái ý hoàng đế, dù ngài ra lệnh thế nào đi nữa. Ánh mắt của Marianne rực lửa phản kháng, gặp ánh mắt hiền dịu và đau đớn của Josephine. Mặc dù yêu Napoleon, nàng không thể ngăn mình bị thu hút về phía người phụ nữ thất thế, tỏ ra rất tốt đối với nàng, mà không nghĩ đến hoàn cảnh lạ lùng của nàng. Nàng cố gắng mỉm cười với bà, thình lình cúi người, đặt môi lên trên bàn tay nhợt nhạt của hoàng hậu bị trút ngôi. Thần vâng lời chính nương nương. Hoàng đế không nói gì, có lẽ ngài không nghe lời thách thức sau cùng với quyền lực của mình. Quay lưng về phía hai người phụ nữ, ngài nhìn ra ngoài và kéo dìm của tấm rèm bằng lụa bóng, bằng một ngón tay nôn nóng. Không nói thêm gì nữa, Marianne thi lễ với Josephine và theo người thị nữ mà hoàng hậu Octavia đã cho gọi, và tự hỏi nếu một ngày nào đó nàng có thể tự chọn quần áo cho mình để mặc, không cần đi mượn bất cứ thứ gì của bất cứ ai. Nửa giờ sau, mặc một chiếc áo và một áo choàng mượn của bà de Hoyvisa. Tùy nữ danh dự của cụ hoàng hậu có vóc dáng gần giống nàng, Marianne cúi đầu và trái tim nặng trĩu ngồi vào chiếc xe ngựa hoàng gia. Nàng không hề chú ý đến vinh dự không tin nổi trao cho mình. Đối với nàng, điều đó không có nghĩa gì hết, vì nàng cần gì biết người đàn ông đang nổi giận ngồi bên cạnh nàng là hoàng đế hay không. Vì ngài không yêu nàng, nàng thích ngồi với người xa lạ hàng trăm lần hơn. Giữa họ bây giờ thật huyền tối kinh khủng. Còn những kỷ niệm chai bóng ở Bita càng làm tăng sự rối loạn và đau lòng trong lòng nàng. Người đàn ông mà nàng yêu đã biến đổi đột ngột thành một kiểu quan tòa. Và nếu nàng sợ hãi con đường sắp đến, vì nàng biết con người không biết thương xót này có quyền lực khiến nàng phải đau khổ. Khi nàng chào từ giá và cảm ơn Josephine, người phụ nữ xứ đảo dịu hiền bắt nàng phải hứa trở lại thăm bà và đưa mắt nhìn hoàng đế khẩn cầu mà ngày giờ không nhìn thấy. Nhưng ngay cả sự quan tâm đó cũng không an ủi được Marianne. Chắc nàng đã leo đến bậc cuối cùng của hố sâu vực thẳm. Ngày mai nàng sẽ thử tìm lại xa sông và cuối cùng lên đường với anh. Còn đêm nay, nàng không tự hỏi nữa về điều mà Napoleon muốn ở nàng. Khi cửa xe đã đóng lại, cái đầu của Duhok đưa vào xe. Chúng ta đi đến Trianon à, tâu hoàng thượng. Ông không có đầu óc à, không đi Trianon, không đi Saint-Cloud. Về Tuileries, gửi một sứ giả báo trước rằng ta về. Xin tuân lệnh hoàng thượng. Cánh cửa xe đóng chặt lại. Chiếc xe lăn bánh về hướng cánh cổng sắt được chiếu sáng. Chung quanh, những con ngựa của lính cận vệ hộ tống đi nước kiệu, gõ móng xuống đất theo nhịp. Maria đã chú ý rằng, khi nói về nơi đến với hoàng đế, Duhok đã cẩn thận không nhắc đến Bita, và điều đó có lợi.
chắc chắn rằng đó là một cái tên không bao giờ nó nói ra nữa. Kỷ niệm duy nhất về chuyện đã xảy ra giữa ngài và một nữ gián điệp của Fuse chắc vô cùng khó chịu với chủ nhân của châu Âu. Vượt qua cổng sắt trong tiếng khua của vũ khí đang phô bày, con đường bắt đầu diễn ra theo lộ trình. Maria nhắm mắt lại, vừa để ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra, vừa ngửi sâu hơn cái mùi hoa lài Tây Ban Nha và mùi thuốc lá nhẹ tràn ngập trong xe được bọc nhung xanh lục. Mùi hương đó nàng hít thở gần như lén lút, như một kẻ trộm, vì chỉ có nó mới gợi lại kỷ niệm êm đềm và đau đớn mà nàng muốn xua đuổi. Đó là một mảnh hạnh phúc phù du. Bỗng nhiên nàng nghe người Mỹ đó, thật ra anh ta là gì với nàng? Tình nhân của nàng à? Không nhìn ngài, nàng trả lời cố gắng giấu nỗi đau lòng. Không gì hơn một người bạn trung thành. Đêm nay anh ấy đã cứu thần khỏi nhà tù mà người ta giam giữ thần từ. Nàng dừng lại rồi đột ngột quay về phía ngài, bật dậy vì nhu cầu bản năng phải tranh đấu để giáng trả tận đòn một. Ngài đã hỏi thần nhiều câu hỏi về cuộc đời đã qua của thần, tâu hoàng thượng, vậy tại sao ngài không hỏi gì cả về chuyện thần đã làm từ hơn một tuần nay? Dù ích, ta biết, ngài biết như thế nào? Trong khi người ta tẩy não nàng, ta đã đặt vài câu hỏi. Ta rất buồn vì chuyện đó đã xảy ra, nhưng không liên quan đến chuyện đó. Nàng biết tên người Mỹ ở đâu? Sự nhấn mạnh của ngài thể hiện tính ích kỷ quái đản làm Marianne phản kháng. Không thể tự chủ lâu hơn nữa, nàng thách thức. Vì chơi bài với anh ta mà Francis Samir đã mất trắng tất cả những gì thần mang đến cho hắn và chính thần. Vậy là ta có lý, hắn là tình nhân của nàng. Vì ngài cho rằng thần có khả năng mua bán đê tiện như thế sao? Vì ngài nghĩ rằng có thể một thiếu nữ khi người ta đến nói vào đêm tân hôn, chồng cô không đến đâu, chính tôi sẽ thế chỗ hắn. Tôi đã đánh bạc giành được cô, rồi mở rộng vòng tay về giường của mình mà không phản đối sao? Thần cho rằng thằng đã nói mình giết đức ông Cranmer. Nhưng nàng đã không giết Samson Beaufort. Tao biết gì đây? Anh ta đã đi rồi, thần đã đuổi anh ta. Rất lâu sau này thần mới gặp lại anh ta ngay ở đây, ở nhà hoàng thân de Benevent. Ôi, nhưng điều đó quan trọng vậy sao? Vì sao ngài quan tâm đến cuộc đời đã qua, hiện tại và tương lai của thần? Ngài có một đế quốc, các thần tử, nhiều đàn bà mà ngài muốn có. Marian cảm thấy một khoái cảm đau đớn khi ném ra lộn xộn những gì chất chứa trong tim nàng dưới chân của con người vô cảm mà trước mặt ông ta mọi người đều run cầm cập. Chỉ có nàng không sợ, bởi vì nếu ngài có ý thích thất thường xử chết nàng, ngài cũng không làm nàng đau đớn hơn những gì ngài từng làm. Nàng khoái trá chọc ngài giận và khiêu khích ngài. Lạ lùng thay, Napoleon dường như không nghe nàng nói. Gương mặt nhìn nghiêng tuyệt đẹp của ngài quay ra ngoài đường, ngài thì thầm với vẻ xa vắng, như thể đang suy nghĩ. Ta muốn biết ai mà tên quỷ tai lơ răng còn không biết dưới gầm trời này. Rồi đột ngột, trước khi Marianne nghẹn thở kịp phản ứng, ngài quay lại phía nàng. Em có biết, ngài nói bằng giọng đùa cơ, rằng đó là tội khi quân, lúc em nổi trận lôi đình với hoàng đế chăng? Nổi trận lôi đình, thần em... Nếu em không muốn bị phạt đích đan, mau xin lỗi anh đi. Bằng một động tác khô khan, ngài hạ rèm cửa xe. Nhưng chỉ khi miệng của Napoleon tìm miệng mình, thì Maria mới nhận ra ngài đã ôm nàng trong vòng tay.